Bị mòn cái nhầm đó hả?
đó là keo hay gì anh? À, không phải keo, không phải dầu. Keo mình gắn vô đây chắc nó chết đây rồi sao quay. Này dầu cho nó vui, dầu nó chơi anh. Dầu mắc vô chứ phải keo. Keo nó mình kiếm cho nó dầu vô cho nó chơi ha. Mong tất cả quý vị hãy luôn ủng hộ cho kênh Nguyễn Thế Cường Vlog bằng cách like và share hoặc là đăng ký kênh để tôi có thêm nhiều động lực mới để làm nhiều ra nhiều video hữu ích giúp cho tất cả quý vị giải trí. Hân hạnh gặp lại quý vị và hẹn gặp lại ở các video lần sau. Mong tất cả quý vị hãy luôn ủng hộ cho kênh Nguyễn Thế Cường Vlog bằng cách like, share và đăng ký kênh. Mong mọi người luôn ủng hộ cho tôi. Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem video của tôi. Trân trọng kính chào và kính chào.